Xin chào quý vị anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục đó là cập nhật những thông tin về xung đột tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới. Về xung đột ở tại Ukraine ngày hôm nay, mọi vấn đề để thiết lập lại hòa bình cũng như là bước bàn đàm phán. Phía Điện Kremlin đã đá toàn bộ những quả bóng khó đưa ra quyết định đấy dành cho Ukraine và phương Tây tập thể. Mỹ đưa ra một thông điệp là chỉ cần một câu đề nghị chủ động đề nghị đàm phán thì Ukraine sẽ là quốc gia đầu tiên bước bàn đàm phán và Mỹ sẽ đứng ngay ở sau đó. Nhưng phía Nga đã đá quả bóng này cho phương Tây tập thể là bản thân Ukraine phải thể hiện sự thiện chí trong vấn đề đàm phán bằng việc hủy bỏ sắc lệnh là không đàm phán với ngài Putin. Phải chủ động làm điều đó. Ngoài yếu tố đấy ra thì phương Tây tập thể cần phải đưa ra một tuyên bố là dừng viện trợ vũ trang cho Ukraine. Thì lúc đấy mới có thể đàm phán được. Chứ các ông không thể nào chơi trò chơi tiêu chuẩn kép ở đây. Không thể chơi trò chơi tiêu chuẩn kép được. Vì tình trạng của phương Tây ngày hôm nay chúng ta biết được nguồn viện trợ nó cạn kiệt rồi. Thiếu đạn pháo cho Ukraine sử dụng. Phải chuyển cả đạn trùm, đạn Uzum nghèo. Và nghĩ rằng đó là những cái vũ khí sẽ thay đổi cục diện cuộc chơi trên chiến trường. Nhưng ai ngờ lại Nga lại thực hiện là giữ chắc phòng tuyến, chủ động tấn công Kharkov để dàn mỏng lực lượng của Ukraine và chủ động sử dụng UAV và tên lửa dẫn đường tầm xa để gây tiêu hao lớn cho hậu cần của Ukraine. Và như Putin đã nói, chiến dịch quân sự đặc biệt ở tại Ukraine sẽ chấm dứt và bước vào đàm phán khi Ukraine về nguồn lực quay trở về gần với con số 0. Một thông điệp gửi phương Tây là đến lúc đó mọi thứ đã quá muộn. Nó không còn dễ dàng nữa. Cho nên người định đoạt cho cái cuộc chơi ở tại Ukraine và số phận Ukraine NATO đang nằm trong tay Putin. Và phương Tây tập thể đã bị đẩy vào một tình thế khó khăn hơn đưa ra các quyết định cho cuộc xung đột hiện tại. Khó khăn hơn rất nhiều. Chiến dịch thì bước sang tháng thứ 19 mà Ukraine thì ngày càng trì trệ và tổn thất thì ngày càng nặng nề hơn. Ngoài những cái việc tấn công khủng bố nhằm yếu tố là tuyên truyền ở trên truyền thông để nhận được thêm các nguồn viện trợ của phương Tây thì Ukraine không làm được gì hơn ngoài những việc đó. Hàng ngày Ukraine vẫn tổn thất vài trăm binh sĩ và hàng chục trang thiết bị mà phương Tây viện trợ. Tức là cuộc chiến tranh tiêu hao vẫn đang rất hiệu quả trên chiến trường. Nhưng Ukraine vẫn cứ hô hào là đạt những bước tiến tuyệt vời theo hướng Donetsk, theo hướng Zaporizhia, theo hướng Bakhmut. Nhưng nó là tuyệt vời ở trên truyền thông bởi vì thắng làm vua, thua đi làm phim. Đang cố gắng chiến thắng Nga ở trên online, còn trên thực địa thì đang thất bại thảm hại. Và cái thất bại ở tại thực địa Ukraine ngày hôm nay là thất bại chiến lược của Mỹ Âu trong kế hoạch nghiền nát Liên bang Nga. Thì chính bản thân Mỹ và Âu mới là người đang thất bại chiến lược. Trước tình thế như vậy thì chúng ta cũng đã nghe cái tin ấy, là bản thân Ukraine thì muốn giành lại toàn bộ lãnh thổ và đưa biên giới của Ukraine quay trở về năm 1991 và sẽ giành lại toàn bộ bán đảo Crimea. Và đã tấn công vào Crimea bằng máy bay không người lái. Thì gần đây bản thân Stalin đã quyết định là cắt mạng Internet Stalin, không cho UAV sử dụng để tấn công bán đảo Crimea và tấn công vào hạm đội Biển Đen của Nga. Và về việc này thì bản thân Ukraine cũng đã tuyên bố rằng Elon Musk đã tiếp tay cho đó là tội ác. Đã tiếp tay cho tội ác. Ngoài việc này ra thì Mỹ cũng bắt đầu đó là tức giận. Nhưng đến ngày hôm nay Elon Musk nói lý do tại sao lại không triển khai mạng Stalin ở tại Crimea. Lỗi lại đến từ Nhà Trắng. Thì chính bản thân chính quyền ông Joe Biden mới là người không cho bật Starlink ở khu vực bán đảo Crimea. Mắc nêu lý do không triển khai mạng Starlink ở Crimea này. Doanh nhân tỷ phú người Mỹ Elon Musk nói việc ông từ chối bật liên lạc với vệ tinh ở Starlink ở bán đảo Crimea để UAV Ukraine tấn công các tàu của Hải quân Nga là do hiệu lực trừng phạt chống Nga của Mỹ không cho phép ông làm điều này. Không cho ông, phép ông làm điều này. Vị doanh nhân này lại đẩy vấn đề khó khăn sang cho chính quyền Mỹ. Tức là mọi tội trạng liên quan tới việc tấn công bán đảo Crimea gắn liền với Starlink thì chính quyền Nhà Trắng phải là người chịu nhiệm chứ không phải doanh nhân Elon Musk. Trước đó CNN đưa tin là Elon Musk ấy đã ra lệnh hạn chế hoạt động của mạng Internet vệ tinh Starlink gần Crimea, qua đó ngăn chặn cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào hải quân của Nga. Nếu theo cuốn tiểu sử của ông ấy, viết và xuất bản ngày 12 tháng 9,
Ông Elon Musk sau đó đã phủ nhận tin này, nói rằng hệ thống nói trên lúc đó thực sự không được kích hoạt mà được yêu cầu bật lên. Lý do Starlink bị cắt ấy, ban đầu thực ra là do Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga. Các lệnh trừng phạt bao gồm Crimea và chúng tôi không được phép khởi động kết nối. Elon Musk nói trong một bài phát biểu trực tuyến tại một hội nghị về phát triển đó là công nghệ. Ông nói thêm rằng là để Starlink hoạt động tại khu vực Crimea, ông phải xin phép chính phủ Hoa Kỳ, giấy phép mà công ty không có vào thời điểm Ukraine yêu cầu. Chúng tôi nhận được các cuộc gọi khẩn cấp từ chính phủ Ukraine yêu cầu bật liên lạc ở khu vực này. Đồng thời doanh nhân này thừa nhận là sẵn sàng bật Starlink ở khu vực Crimea nếu nhận được chỉ thị từ Tổng thống Joe Biden. Vậy là đẩy tình thế khó bật cái tín hiệu Starlink ở Crimea sẽ thuộc về ông Joe Biden, chính quyền của Nhà Trắng, chứ không phải của một công ty tư nhân nữa, mà phải là cấp nhà nước. Elon Musk cũng so sánh cuộc tấn công có thể xảy ra của lực lượng vũ trang Ukraine vào hải quân của Nga ở Crimea với cuộc tấn công Nhật Bản ở Trân Châu Cảng, chỉ ra rằng đó là một chiến thắng chiến thuật dẫn đến thất bại chiến lược của Tokyo trong Thế chiến thứ hai. Trước đó doanh nhân này lưu ý rằng đó là công ty của Starlink không được hứa hẹn sẽ phủ sóng Crimea và nói thêm rằng họ muốn giúp đỡ mọi người chứ không phải giết họ. Ông cũng tuyên bố sẽ không cho phép sử dụng mạng liên lạc vệ tinh Starlink để việc leo thang xung đột có thể dẫn đến thế chiến thứ ba. Elon Musk trước đây viết rằng các điều khoản sử dụng dịch vụ Starlink cấm sử dụng dịch vụ này cho các hoạt động quân sự mang tính tấn công người Ukraine. Phía đã yêu cầu bật dịch vụ để thực hiện các cuộc tấn công chống lại Liên bang Nga đã phản đối quy định cấm này. Vậy là tình thế khó khăn để tấn công bán đảo Crimea dùng UAV cũng như tên lửa dẫn đường tầm xa đang được ông Elon Musk đẩy sang cho chính quyền của Nhà Trắng, chính quyền ông Joe Biden. Trong khi bản thân Ukraine đang chỉ còn có một khả năng duy nhất để tuyên truyền là sử dụng UAV để tấn công vào lãnh thổ của Nga, tấn công vào bán đảo Crimea nhằm tuyên truyền gây dựng thêm các quỹ tài trợ và các nguồn viện trợ đến từ phương Tây và nhằm duy trì cho cuộc xung đột rằng chúng tôi vẫn còn đủ nguồn nhân lực và khí tài để tiếp tục tấn công vào bất kỳ đâu của lực lượng vũ trang Ukraine, thì đến ngày hôm nay nó bước vào tình thế khó khăn về nguồn nhân lực, về khí tài, về khả năng phản công, về khả năng viện trợ từ phương Tây và khả năng vận hành các vũ khí phương Tây viện trợ vì thiếu nguồn nhân lực một cách trầm trọng. Thì tình hình giữa Ukraine cùng các quốc gia của NATO, sườn đông NATO, lại mâu thuẫn ngày càng trầm trọng hơn. Trước đó chúng ta biết về vấn đề ngũ cốc ấy, thì bản thân Ukraine cũng đã gửi một cái tối hậu thư để kiện những quốc gia ở Ủy ban EC cùng với các quốc gia châu Âu về việc cấm ngũ cốc của Ukraine lên trọng tài quốc tế của WTO. Thì ngày hôm nay Thủ tướng Ba Lan cũng gửi cho EC một tối hậu thư về gia hạn nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine. Vậy thì chỉ vì vấn đề ngũ cốc thôi, Ukraine cùng các thành viên NATO cũng đã bắt đầu mâu thuẫn trầm trọng vì liên quan trực tiếp tới quyền lợi của mỗi quốc gia rồi. Thủ tướng Ba Lan cho biết ông đã gửi tối hậu thư tới Ủy ban châu Âu về vấn đề gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine. Trước những thách thức đến từ thị trường Ukraine, chúng tôi muốn tạo ra những điều kiện tốt cho nông dân của chúng tôi và cũng sẽ tốt cho Ukraine. Nhưng trên hết chúng tôi sẽ quan tâm đến sự an toàn của nông dân Ba Lan. Vì vậy tôi đã gửi tối hậu thư tới Ủy ban châu Âu yêu cầu rõ ràng là hoặc các vị hạ lệnh cấm nhập khẩu 4 loại ngũ cốc của Ukraine từ ngày 15 tháng 9, hoặc là chính chúng tôi sẽ là người gia hạn lệnh cấm này vì chúng tôi không thể gây thiệt hại cho người dân Ba Lan được. Bất chấp quyết định của EC, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển và Nông thôn nước Cộng hòa Ba Lan ấy, cho biết là trên truyền hình của Ba Lan rằng bộ trưởng Ba Lan đã đề nghị đó là quyết cấm nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine sau ngày 15 tháng 9, bất chấp quyết định của Ủy ban châu Âu. Nghị quyết được thông qua đã được gửi đến Ủy ban châu Âu để họ đưa ra quyết định. Nếu Ủy ban châu Âu không đưa ra quyết định và vẫn còn vài ngày cho đến ngày 15 tháng 9, thì chúng tôi chắc chắn sắc lệnh cấm việc nhập khẩu 4 loại ngũ cốc vào Ba Lan sẽ có hiệu lực cho đến khi Liên minh châu Âu giải quyết mối quan hệ kinh tế giữa Ba Lan và Ukraine.
Chúng tôi hy vọng rằng Ủy ban châu Âu ấy sẽ đưa ra các quyết định hỗ trợ nông dân châu Âu, nông dân Ba Lan, và các quyết định mà Ủy ban châu Âu đưa ra trước ngày 15 tháng 9 sẽ có lợi cho nông dân của Ba Lan. Chỉ vì ngũ cốc mà các đồng minh của Mỹ ở Sườn Đông NATO đang mâu thuẫn một cách trầm trọng. Và chúng ta cũng biết rằng vận chuyển ngũ cốc theo con đường bộ cũng không có lợi thế cho ngũ cốc của Ukraine, cũng không có lợi thế cho phương Tây tập thể, vì nó làm cho giá ngũ cốc đắt đỏ hơn và hoàn toàn không an toàn trước các cuộc tấn công của Nga vào miền Tây. Không an toàn một chút nào đây cả. Về câu thông điệp gia tăng căng thẳng như này chỉ là tìm kiếm nguồn viện trợ tài chính cho Ukraine khi mất đi 500 triệu USD mỗi một tháng thông qua xuất khẩu ngũ cốc. Phương Tây tập thể để duy trì được chế độ Kiev thì buộc phải viện trợ tài chính. Ngoài vấn đề là quân sự ra thì cần phải hỗ trợ Ukraine về tài chính nữa. Nhưng bất kể cái tuyến đường vận tải nào mà không có Nga tham gia thì nó đều không an toàn. Nó đều gây bất lợi cho các công ty bảo hiểm, cho các công ty vận chuyển ngũ cốc của Ukraine ra bên ngoài. Đây là một vấn đề lớn đối với phương Tây tập thể ngày hôm nay. Vậy là các thành viên giữa Sườn Đông NATO với Ukraine đang mâu thuẫn trầm trọng trong các vấn đề chung về ngũ cốc cũng như là viện trợ. Ukraine ngày hôm nay khi mà nguồn nhân lực đã cạn kiệt, mọi thứ đã thiếu thốn, khả năng tấn công khủng bố đang giảm dần, Nga sớm sẽ người ta gọi là xóa sổ toàn bộ, đó là cái việc tấn công bằng UAV tự sát vào trong ngũ cốc, và khả năng tấn công vào Crimea cũng đang bị mất. Trong khi đó thì phương Tây lại chế giễu vũ khí thần kỳ của Ukraine. Thực ra những vũ khí được gọi là thần kỳ viện trợ cho Ukraine được phương Tây tập thể ca ngợi chứ không phải là Ukraine. Mỗi một khi Ukraine nhận được một dòng vũ khí mới thì với Ukraine đều cho rằng nó là những vũ khí thay đổi cục diện cuộc chơi. Nhưng dần từng loại thay đổi cục diện cuộc chơi đều bị hỏa táng ở trên chiến trường. Vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine không có ảnh hưởng nào đến diễn biến của cuộc xung đột. Nhà báo của Mỹ chia sẻ điều này trên tờ Gold by Time. Tên lửa phòng không vác vai ATGM Javelin ấy, hệ thống tên lửa phòng không HIMARS, xe tăng Leopard, tên lửa hành trình của Anh, xe chiến đấu bộ binh của Mỹ, máy bay chiến đấu F-16 và hiện nay là đạn Uthrum nghèo đều được gọi là vũ khí thần kỳ, nhưng không loại nào trong số này có ảnh hưởng lớn đến tương quan lực lượng ở trên chiến trường. Người thể hiện mình tốt hơn không phải là người có đồ chơi đẹp hơn, mà là người có nhiều quân, nhiều xe tăng, pháo binh hơn và có khả năng triển khai chúng một cách nhanh chóng hơn. Ông nói thêm rằng là Nga vượt trội hơn Ukraine về phương tiện chiến đấu quân sự. Ngoài ra, công chúng của phương Tây ngày càng đặt nhiều dấu hỏi về khả năng đàm phán hòa bình. Còn các nhà lãnh đạo phương Tây ngần ngại không tham gia trực tiếp vào các cuộc xung đột. Một câu đã nhiều lần cảnh báo các nước phương Tây rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ không thay đổi được gì mà chỉ kéo dài xung đột và tạo ra những thảm họa nhân đạo chứ không có lợi ích cho Ukraine. Các nguồn viện trợ của phương Tây ngày hôm nay đã nhìn thấy cái sự dấu hiệu cạn kiệt và mất khả năng hỗ trợ một cách rõ ràng khi mà đạn Uthrum nghèo cùng với đạn Trùm đã được chuyển giao cho Ukraine. Bây giờ bàn luận tới F-16, tên lửa tầm xa của Đức và của Mỹ, nhưng nó cũng sẽ bị vô hiệu hóa trên chiến trường. Nó không phải thứ mà Ukraine có thể thay đổi được cuộc chơi mà chỉ tạo ra thảm họa nhân đạo. Có lẽ bản thân phương Tây tập thể ngày hôm nay cần đặt câu hỏi làm sao để bảo vệ bầu trời Ukraine, làm sao để khôi phục lại nguồn nhân lực cho Ukraine. Chứ với tình trạng tổng động viên của lực lượng vũ trang Ukraine đang tạo dựng như hiện tại thì nó chỉ có thể tạo ra một đội quân thây ma và chuẩn bị đưa ra chiến trường nhận giấy báo tử đến từ Liên bang Nga. Nga vẫn đang đứng giữ vững các phòng tuyến, chủ động tấn công ở hướng Đông Bắc Kharkov và chủ động cho cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài lâu dài và gây thiệt hại nặng cho lực lượng vũ trang Ukraine đấy. Thì bản thân phương Tây tập thể cũng nằm trong tình thế bất lợi trước hỏa lực của Liên bang Nga và sự vượt trội của Liên bang Nga. Trong khi đó người ta nói tới khả năng hiện tại của Ukraine sau khi xuyên thủng phòng tuyến đầu tiên của Nga này. Một số quan chức và chuyên gia quân sự phương Tây tin rằng Ukraine có lẽ đã lấy được đà tiến công nhằm vào hệ thống phòng thủ của Nga ở phía Nam, từng được đáp ứng mục tiêu của chiến dịch phản công. Đánh giá về khả năng của Ukraine, giới quan sát cho rằng Ukraine đang đạt được tiến triển trên thực địa giữa bối cảnh nước này
sắp nhận được các vũ khí mới, trong đó có 31 xe tăng M1 Abraham, và các phi công đã bắt đầu nhận được sự huấn luyện cần thiết để sử dụng tiêm kích F-16. Truyền thông mới đây cũng đưa tin là chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể sẽ cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa ATACMS với tầm bắn khoảng 300 km mà nước này yêu cầu từ năm ngoái. Hiện vẫn chưa rõ các vũ khí mới có thể thay đổi tình hình chiến trường hay không, nhưng các quan chức của Mỹ cho rằng hiện nay Ukraine đã sẵn sàng giành thêm các vùng lãnh thổ ở phía Nam sau khi tuyên bố vượt qua các lớp phòng thủ mạnh mẽ đầu tiên của Nga. Đánh đổi là hơn 70.000 binh sĩ đã bị đăng xuất. Trọng tâm chiến dịch hiện nay tập trung gần thị trấn đó là Zavitogo ở phía Nam Ukraine, nơi một quan chức Mỹ nhận định với ABC News rằng các lực lượng của Kiev đã sử dụng bộ binh để vượt qua trở ngại đầu tiên bằng cách sử dụng đạn chùm do Mỹ cung cấp tại những khu vực mở rộng lớn hơn nhằm vào các phương tiện và chiến đấu của Moscow. Quan chức này cho biết là Kiev vẫn chưa sử dụng lực lượng chiến đấu chính trong cuộc phản công, và công binh Ukraine đang cố gắng mở rộng lối vào gần thị trấn trên để đưa nhiều quân đội hơn tiến vào khu vực này. Tức là lực lượng chủ lực của Ukraine vẫn chưa sử dụng cơ mà. Đây là một lời tuyên truyền dối trá lớn hơn nữa của phương Tây đấy. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi với vào tuần trước, thì giám đốc phân tích thuộc cơ quan tình báo quốc phòng đánh giá rằng là sau khi tiến đến vòng tuyến thứ hai của Nga, quân đội Ukraine có khả năng thực tế để xuyên thủng các phòng tuyến còn lại ở phía Nam vào cuối năm 2023. Dù vậy thì ông thận trọng cho rằng số lượng đạn dược hạn chế và tình hình thời tiết tồi tệ có thể khiến nỗ lực này gặp nhiều khó khăn hơn. Kết quả vẫn là tăng cường viện trợ từ phương Tây để giúp cho Ukraine cho các cuộc phản công trong mùa thu và mùa đông tới đây. Trong mùa thu hay mùa đông, hay kể năm 2024 nó có diễn ra và tiếp tục kéo dài cuộc xung đột, thì người quyết định cho cuộc chơi này không phải là phương Tây tập thể mà chính là bản thân ngài Putin. Thế vì trong lúc mà bản thân Ukraine đang được phương Tây ca ngợi là chuẩn bị nhận được một loạt các loại khí tài hiện đại mới và những quân đội chủ lực chuẩn bị tung ra chiến trường, chuẩn bị cho các cuộc phản công để xuyên thủng các phòng tuyến của Nga cuối cùng vào cuối năm 2023, thì bỗng dưng bản thân Kiev lại muốn kiện các công ty phương Tây vì không cung cấp thiết bị quân sự cho họ. Không biết là tòa án nào và nơi nào sẽ xét xử vụ kiện này đến từ Kiev đây. Không biết làm gì quay ra là họp báo và kiện cáo với nhau. Chính quyền Ukraine đã đệ đơn kiện hai công ty quân sự của phương Tây. Kiev cáo buộc họ không đáp ứng các điều kiện cung cấp thiết bị, Newsweek đưa tin. Rõ ràng việc này là nhiệm vụ của Ukraine. Không có lý do gì mà các công ty quân sự của phương Tây phải có nhu cầu bắt buộc trên một luật lệ quốc tế nào đó là hỗ trợ cho Ukraine. Hoàn toàn không có một luật lệ quốc tế nào áp đặt cho việc này cả. Bởi vì đây là việc mà ảnh hưởng tới tiến trình hòa bình, tạo ra các thảm họa nhân đạo và ảnh hưởng cuộc sống người dân và tước đoạt đi quyền lợi của người dân. Thì tòa án nào sẽ giải quyết cái vụ kiện này? Có lẽ chỉ có tòa án online của ông Zelensky mới có thể giải quyết được thôi. Theo Bộ Quốc phòng của Ukraine thì hai công ty ở châu Âu không giao hàng và không trả lại tiền tạm ứng, nên Kiev đang kiện, có thể kiện về việc chậm trễ giao hàng theo thỏa thuận. Cần lưu ý rằng là có thêm 6 công ty nước ngoài, trong đó có hai công ty của Mỹ đã không thực hiện nghĩa vụ của mình nhưng vẫn giao một số sản phẩm hoặc trả lại số tiền đã thu. Newsweek không nêu tên các công ty này. Như Bộ Quốc phòng Ukraine lưu ý là việc phổ biến những thông tin như vậy có thể gây ra rắc rối cho các công ty cung cấp của nước ngoài. Bộ Quốc phòng Ukraine trả cho công ty 38 triệu đô nhưng vẫn chưa nhận được quả mìn nào. Vào tháng 7 thì tờ báo của Ukraine đưa tin Bộ Quốc phòng Ukraine đã trả khoảng 38 triệu đô cho một số công ty Ukraine để cung cấp mìn nhưng vẫn chưa nhận được quả mìn nào. Chính vì điều này mà chính quyền Kiev đã quyết định đệ đơn để kiện các công ty ở châu Âu khi không cung cấp đầy đủ trang thiết bị quân sự cho quốc gia này để thực hiện cho chiến dịch quân sự đặc biệt. Từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt cho đến ngày hôm nay được hậu thuẫn bởi Liên minh Anh-Mỹ và phương Tây tập thể, Ukraine bỗng dưng có một tiếng nói rất mạnh mẽ với đồng minh châu Âu Hoa Kỳ, sẵn sàng chỉ trích thậm tệ, sẵn sàng xúc phạm, sẵn sàng đưa ra các tối hậu thư, sẵn sàng kiện cáo và lên án kịch liệt
với các nhà lãnh đạo ở châu Âu. Bỗng dưng cái quyền lực của Ukraine lên rất cao, thậm chí còn cao hơn cả Nhà Trắng. Cao hơn Nhà Trắng. Ukraine đã nhận được tổng cộng tất cả các nguồn viện trợ lên tới hơn 200 tỷ đô la chỉ trong vòng 18 tháng. Nhưng tất cả mọi thứ cũng chỉ là muối bỏ bể. Và sau 18 tháng định đoạt cho cuộc chơi và số phận của Ukraine và NATO lại là ngài Putin, chứ không phải là phương Tây tập thể nữa. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị và các bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.